Ê, giờ tao hỏi mày nha. Ví dụ như mà bây giờ một người bị mù, thì người ta muốn ăn cơm, người ta sẽ diễn tả làm sao? Mù, ăn cơm. Ví dụ như người ta muốn uống nước. Ủa mà ta mù chứ người ta có cảm đâu mà ta phải vậy. Nấu ăn được cái gì? Tao hỏi thứ hai nè. Ví dụ như mà bây giờ mày đi máy bay đi, mà mày gặp một cái người cao tuổi thì mày có nhường chỗ cho người ta không? Nửa muốn nhường mà nửa không muốn. Là làm sao nữa? Thì tao bị say xe, mà say xe thì chắc chắn kiểu gì cũng say máy bay à. Ừ. Cho nên là giờ phân vân quá. Mà nhường á thì khổ mình, mà giờ không nhường á thì thất đức quá. Ừ. Thôi thì nhường đi. Mời để ý tính tiếp hả? Mà mày có thấy mày ngáo không? Ở trên máy bay thì người ta bút vé là người ta có chỗ ngồi rồi. Làm gì có ai lên tới trên đó mà không có chỗ ngồi đâu à. Con của con bò thì kêu bằng con bê. Ừ. Con của cái con trâu á thì mình kêu là con ngé. Ừ. Đúng chưa? Vậy tao hỏi mày nha, con của con mèo kêu bằng cái gì? Méo. Méo cái đầu mày.